Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 52. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Người công bình sẽ thấy bèn bắt sợ và cười người mà rằng: kìa là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình, làm cho mình vững bền trong sự ác mình. Còn tôi, khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Giê-hô-va, tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành. Thi Thiên 53. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thải đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời. Nơi chẳng có sự kinh khiếp, chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt. Vì Đức Chúa Trời rải rác cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi. Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Chương 14. Tại thành Iconi, Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội của người Giu-đa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giu-đa và người Gre-c tin theo. Song những người Giu-đa chưa chịu tin thì xúi dục và khiêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Dù vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Giu-đa, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni, là thành Lystra, thành Derbe và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng: ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng: các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupite, còn Phao-lô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupite có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó.
trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dù vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phaolô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đưa nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất Pisidi đến trong xứ Pamphili. Sau khi đã truyền đạo tại thành Bẹt Dê rồi thì xuống thành Actali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Chương 8. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn, khi nào ngươi đặt các đèn thì bảy ngọn đèn phải chiếu trên phía trước chân đèn. A-rôn bèn làm như vậy, đặt bảy ngọn đèn trên phía trước chân đèn y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vả chân đèn đã làm theo cách này, làm bằng vàng đánh giá, cho đến cái chân và những cái hoa đều đánh giá. Ấy vậy, người ta làm chân đèn theo như kiểu mà Đức Giê-hô-va đã chỉ cho Môi-se xem. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy người Lê-vi ở trong vòng dân Israel và dọn cho họ được sạch. Này là điều ngươi phải làm cho họ được sạch. Ngươi phải rải nước rửa tội trên mình họ. Họ phải cạo hết thảy cùng mình, giặt quần áo và dọn cho mình được sạch. Đoạn, họ phải bắt một con bò đực với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu cặp theo. Còn ngươi bắt một con bò đực tơ thứ nhì dùng về của lễ chuộc tội. Rồi biểu người Lê-vi đến gần trước hội mạc và nhóm cả hội chúng Israel. Vậy, ngươi phải biểu người Lê-vi đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi dân Israel sẽ đặt tay trên mình người Lê-vi. A-rôn sẽ dâng người Lê-vi làm của lễ do phần dân Israel mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ sẽ được phần làm công việc của Đức Giê-hô-va. Đoạn, người Lê-vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò đực, và ngươi phải dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội cho người Lê-vi. Kế đó, ngươi phải biểu người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn và các con trai người, rồi dâng họ như một của lễ đưa qua đưa lại cho Đức Giê-hô-va. Như vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra người Lê-vi với dân Israel, và người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Sau việc ấy, người Lê-vi sẽ đến đặng làm công việc của hội mạc. Ấy, ngươi sẽ làm cho họ được sạch và dâng như của lễ đưa qua đưa lại vậy. Bởi vì giữa dân Israel, người Lê-vi ban trọn cho ta. Ta đã chọn lấy họ về ta, thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vì chưng hết thảy con đầu lòng trong dân Israel đều thuộc về ta, bất luận người hay vật. Ta đã biệt chúng nó riêng ra cho ta trong ngày ta hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ai Cập. Và ta đã chọn lấy người Lê-vi thế cho mọi con đầu lòng của dân Israel. Bởi trong dân Israel, ta đã chọn người Lê-vi ban trọn cho A-rôn và các con trai người, đặng làm công việc của dân Israel ở trong hội mạc, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Israel, hầu cho khi họ đến gần nơi thánh, chẳng có tai hại chi trong dân Israel. Vậy, Môi-se, A-rôn và cả hội dân Israel đối cùng người Lê-vi làm hết mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se về họ. Dân Israel đối cùng người Lê-vi đều làm như vậy.
Người Lê-vi bèn làm cho mình được sạch khỏi tội và giặt áo sống mình. Rồi A-rôn dâng họ như của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và làm lễ chuộc tội cho, để dọn họ được sạch. Sau rồi, người Lê-vi đến đặng làm công việc mình trong hội mạc trước mặt A-rôn và trước mặt các con trai người. Đối cùng người Lê-vi, người ta làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se về họ. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Này là lệ định về người Lê-vi. Từ 25 tuổi sắp lên, người Lê-vi phải đến nhập bang trong công việc của hội mạc. Nhưng đến 50 tuổi, người sẽ ra bang chẳng làm công việc nữa. Người phải cứ giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Người phải đối cùng người Lê-vi mà làm như vậy về chức phận của họ. Chương 9. Tháng Giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Sinai rằng: Dân Israel phải giữ lễ vượt qua theo kỳ nhất định. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhất định, tức là ngày 14 tháng này và buổi chiều tối. Các ngươi phải làm theo hết thảy lễ định và luật pháp về lễ đó. Vậy Môi-se nói cùng dân Israel để họ giữ lễ vượt qua. Dân Israel giữ lễ vượt qua trong tuần tháng Giêng ngày 14 và buổi chiều tối tại đồng vắng Sinai, làm y mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vả, có mấy người vì cớ xác chết mà bị ô uế không được giữ lễ vượt qua trong ngày đó, bèn đến trước mặt Môi-se và A-rôn mà thưa cùng Môi-se rằng: Chúng tôi bị lây ô uế vì xác chết của loài người. Sao tại trong dân Israel chúng tôi phải bị cất phần dân của lễ cho Đức Giê-hô-va theo kỳ đã chỉ? Môi-se đáp rằng: Hãy đợi để ta biết điều Đức Giê-hô-va sẽ truyền dạy về các ngươi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Mấy người đó phải giữ lễ này ngày 14 tháng 2 và buổi chiều tối ăn bánh không men cùng rau đắng, chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương, phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua vậy. Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình, vì người ấy chẳng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong kỳ nhất định, người sẽ mang lấy tội mình. Khi một khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi mà muốn giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va thì phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ vượt qua. Đồng có một luật lệ cho các ngươi, cho khách ngoại bang và cho người nào sinh tại trong xứ. Vả, ngày người ta dựng đền tạm thì trụ mây bao phủ đền tạm và trải chứng cớ. Ban chiều dường có một vần lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Hằng có như vậy, ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm và ban đêm giống như có lửa. Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi trại thì dân Israel ra đi. Trong nơi nào trụ mây dừng lại thì dân Israel hạ trại ở đó. Dân Israel ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm thì dân Israel cứ đóng trại. Khi nào trụ mây ngự lâu trên đền tạm thì dân Israel vâng theo mạng Đức Giê-hô-va chẳng hề ra đi. Nhưng khi nào trụ mây ngự ít ngày trên đền tạm thì dân Israel cứ vâng theo mạng Đức Giê-hô-va mà hạ trại và ra đi. Khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, và khi đến sáng mai trụ mây cất lên thì ra đi, không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên thì họ ra đi. Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc 2 ngày hoặc 1 tháng hoặc lâu hơn nữa thì dân Israel cứ đóng trại không hề ra đi, nhưng khi trụ mây cất lên thì họ ra đi. Dân Israel hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va. Họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho. Chương 10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm 2 ống loa bằng bạc đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng và truyền cho các trại quân ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc. Nếu người ta thổi chỉ 1 ống loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội quân Israel, phải nhóm lại gần bên ngươi. Khi các ngươi thổi tiếng vang
thì những trại quân ở về hướng đông phải ra đi. Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì, thì những trại quân ở về hướng nam phải ra đi. Người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy? Khi nhóm hội chúng, các ngươi phải thổi, nhưng đừng thổi tiếng vang. Các con trai Aaron là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa. Từ đời này sang đời kia, ấy sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình. Loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Sải trong ngày 20 tháng 2, năm thứ 2, thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ. Dân Israel theo chương trình đã định ra từ đồng vắng Sinai, và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Pharan. Vậy dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va kể Môi-se truyền cho mà ra đi lần thứ nhất. Ngọn cờ của trại quân Giu-đa tùy theo các đội ngũ mình đi trước. Nahashon, con trai Aminadab, thống lãnh quân đội Giu-đa. Nathanael, con trai Sua, thống lãnh quân đội của chi phái Isaka. Eliab, con trai Helon, thống lãnh quân đội của chi phái Sabulon. Bây giờ đền tạm đã tháo dỡ, rồi con cháu Gẹt Sôn và con cháu Merari khiêng đền tạm bèn ra đi. Kế đó, ngọn cờ của trại quân Ruben ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Elishu, con trai Shedeu, thống lãnh quân đội Ruben. Shelumien, con trai Surihadai, thống lãnh quân đội của chi phái Simeon. Elishab, con trai Deuen, thống lãnh quân đội của chi phái Gác. Bây giờ, các người kê hát khiêng những vật thánh ra đi. Người ta dựng đền tạm lên, đương lúc đợi họ đến. Đoạn, ngọn cờ của trại quân con cháu Ephraim ra đi tùy theo đội ngũ mình. Elishama, con trai Amihud, thống lãnh quân đội Ephraim. Gamaliel, con trai Phedakshu, thống lãnh quân đội của chi phái Manasse. Abidan, con trai Gideoni, thống lãnh quân đội của chi phái Benjamin. Rốt lại, ngọn cờ của trại quân đang ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Nó làm hậu binh của các trại quân khác. Ahiese, con trai Amishadai, thống lãnh quân đội Đan. Phagien, con trai Ocran, thống lãnh quân đội của chi phái Ashe. Ahira, con trai Enan, thống lãnh quân đội của chi phái Nephtali. Đó là thứ tự về sự cất binh đi của dân Israel tùy theo các đội ngũ mình. Ấy họ ra đi là như vậy. Và Môi-se nói cùng Hô-báp, con trai Reuen người Ma-đi-an, tức là anh vợ mình mà rằng: chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi sẽ đãi anh tử tế, vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Hô-báp đáp rằng: tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ sở tôi là nơi bà con tôi. Môi-se lại nói rằng: tôi xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thể hạ trại được. Anh sẽ dường như con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi. Vậy dân Israel ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong 3 ngày đường. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc 3 ngày đường này, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ. Trong lúc ban ngày, khi dân Israel dời trại quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giao ước đi, thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi người ta để hòm giao ước xuống, thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vàng của Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.